Thánh cha Francisco gọi điện thoại cho giám đốc nhật báo Tiếng vang Bergamo. Chiều thứ Ba 14 tháng 4 2020, Đức Thánh cha đã gây ngạc nhiên cho giám đốc nhật báo Tiếng vang Bergamo khi gọi điện thoại cho ông để cảm ơn và khen ngợi công việc bác ái mà tờ báo đang làm trong đại dịch. Trong thời gian khẩn cấp của đại dịch, Đức Thánh cha Francisco không chỉ bày tỏ tình liên đới đối với toàn thể nhân loại qua các bài diễn văn, các cử hành phụng vụ cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt, mà còn đưa ra các cử chỉ thể hiện sự chăm sóc dịu dàng của vị cha chung đối với con cái. Trước hết, Đức Thánh cha đã gọi điện thoại cho Đức cha Bestchi, giám mục Bergamo, là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch ở Bắc Ý. Sau đó vài ngày, chiều thứ Sáu tuần thánh, khi chương trình Asia Imagine đang phát trực tiếp trên đài truyền hình Rai của Ý về thứ Sáu tuần thánh sắp kết thúc, người dẫn chương trình Lorena Bianchetti đã nhận được một cuộc điện thoại. Khi nhận ra giọng nói của Đức Thánh cha, cô Lorena rất cảm động. Và hôm 14 tháng 4, một cuộc điện thoại khác, lần này Đức Thánh cha gọi cho giám đốc nhật báo Tiếng vang Bergamo. Đó là một vài trong vô số cử chỉ khác Đức Thánh cha thể hiện một cách đơn sơ và cụ thể. Trên trang web của nhật báo có một bài viết về sự kiện này. Nội dung của bài viết có đoạn như sau: một biểu lộ âu yếm khác của Đức Thánh cha dành cho Tiếng vang Bergamo vì hoạt động bác ái tuyệt vời của các bạn đang thực hiện tưởng nhớ các nạn nhân của virus corona. Giám đốc thuật lại, vào lúc 6 giờ 30 chiều, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Tôi đã có cám dỗ không trả lời, nhưng trong một tháng rưỡi qua, có rất nhiều cuộc điện thoại của đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới muốn nói chuyện với tờ báo, và tôi cảm thấy có lẽ không phải phép nếu không trả lời ít nhất một số người trong số các cuộc gọi đến. Vì thế tôi trả lời và tôi nghe được câu nói: "Tôi là giáo hoàng đây." Đúng là giọng của Đức Thánh cha, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ thì Đức Thánh cha tiếp tục: "Tôi là giáo hoàng đây." Mỗi lần tôi gọi điện thoại cho ai đó, tất cả đều nghĩ đây là một trò đùa, nhưng đúng là tôi đây. Và ngay lập tức, tôi cảm nhận sự trìu mến của Đức Thánh cha dành cho tôi, một tình cảm đầy cảm xúc, chia sẻ với những nỗi đau của tất cả thế giới. Đức Thánh cha nói: "Tôi muốn cảm ơn anh chị em về những điều quý báu anh chị em đã làm trong những ngày này cho những người đã ra đi. Anh chị em đặt tên cho những người đã chết và kể lại những câu chuyện của họ. Đây quả thực là một hành vi bác ái rất lớn. Tôi thực sự biết ơn anh chị em." Giám đốc nói tiếp: "Trong một cuộc trao đổi ngắn, cả hai chúng tôi nhấn mạnh đến thảm kịch trong thảm kịch của đại họa đau đớn này, một thực tế của những nạn nhân của COVID-19. Họ hoàn toàn cô đơn, không có một tình cảm nào của người thân, như những cái nắm tay trước khi trút hơi thở cuối cùng, không có ai đưa tiễn đằng sau quan tài ra nghĩa trang." Đức Thánh cha nói: "Đúng vậy, thật buồn, và tôi nghĩ rằng điều này càng làm cho công việc của anh chị em trở nên khó khăn hơn. Nhưng tôi cũng tin rằng nó cũng trở nên quý báu hơn. Chính vì thế, tôi trở lại cảm ơn ông và qua ông gửi lời cảm ơn tất cả tờ báo vì công việc bác ái lớn lao mà anh chị em làm mỗi ngày."